Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến với quý vị những tin nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin tức chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bão số 5 có tên gọi là bão Sơn Ca hình thành từ một vùng áp thấp ngoài Biển Đông tiến thẳng hướng đất liền Đà Nẵng, Phú Yên. Những ngày qua, nhiều khu vực đã ghi nhận mưa lớn dài ngày, lũ trên các sông dâng cao. Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây mưa lớn ở nhiều nơi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 18 giờ ngày hôm qua, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện bão đang ở vào khoảng 14,9 độ vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông. Với vị trí này, tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 250 km, cách Quảng Nam 215 km về phía đông đông nam. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, có mưa bão, gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có mưa bão, gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Khu vực ngoài khơi Trung Bộ bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ven biển, ven bờ, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cần đề phòng nước dâng do bão, cao từ 0,2 đến 0,4 mét. Kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển. Tưởng chừng như sau khi cơn bão Noru đi qua, bà con lại phải tiếp tục chống chọi với cơn bão Sơn Ca. Nhưng may mắn thay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, áp thấp sẽ gây mưa lớn cho các khu vực miền Trung, khiến nước sông dâng cao, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Chính vì thế, bà con cần hết sức chú ý di chuyển tài sản đến nơi an toàn và sơ tán khi có yêu cầu từ địa phương. Sau khi phải hứng chịu siêu bão số 4 Noru càn quét qua miền Trung, nhiều địa phương còn chưa kịp khắc phục xong hậu quả, thì mới đây thông tin về cơn bão số 5 Sơn Ca gây mưa trên diện rộng đã khiến bà con thêm phần lo lắng, sắp kiệt sức vì lũ chồng lũ. Thông tin chi tiết về hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 5 sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Hướng đi của bão số 5 Sơn Ca. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 5 vào lúc 15 giờ ngày hôm nay ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 325 km, Quảng Nam khoảng 285 km, Quảng Ngãi khoảng 235 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 1 giờ đến 7 giờ ngày hôm qua có nơi trên 150 mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 252,6 mm, Phường Thọ Quang, Đà Nẵng 192,4 mm, Tân Hiệp, Quảng Nam 167,6 mm, Bình Thuận, Quảng Ngãi 163,4 mm. Từ chiều tối ngày hôm nay đến chiều tối ngày Chủ nhật, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng còn kéo dài đến hết ngày Chủ nhật. Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính đến hết ngày Chủ nhật ở khu vực Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai là từ 150 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ 400 đến 500 mm, có nơi trên 700 mm. Quảng Ngãi từ 300 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp độ 1. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cấp 3, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Trong những giờ qua, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 1 giờ đến 7 giờ ngày hôm nay có nơi trên 150mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 252,6mm, phường Thọ Quang, Đà Nẵng 192,4mm, Tân Hiệp, Quảng Nam 167,6mm, Bình Thuận, Quảng Ngãi 163,4mm. Từ chiều tối ngày hôm nay đến chiều tối ngày Chủ nhật, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Theo đánh giá của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với lượng mưa trên nguy cơ cao sẽ xuất hiện một đợt lũ gây ngập lụt diện rộng tại khu vực trũng thấp, đồng bằng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, đặc biệt ngập lụt sâu tập trung tại 4 huyện với 58 xã ở Thừa Thiên Huế, 7 huyện với 75 xã ở Quảng Nam, 7 huyện với 74 xã ở Quảng Ngãi, độ sâu phổ biến từ 0,3 đến 0,6 mét. Để chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lũ do bão số 5, tại cuộc họp ngày hôm nay, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 939 của Thủ tướng Chính phủ với các công điện, văn bản chỉ đạo của Văn phòng Thường trực. Ông Phạm Đức Luận thông tin thêm, Văn phòng Thường trực sẽ tăng cường công tác trực ban, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo lũ đến địa phương để chủ động triển khai biện pháp ứng phó, điều động tăng cường lực lượng cán bộ tại Hà Nội và Văn phòng Thường trú tại miền Trung Tây Nguyên để tham mưu chỉ đạo ứng phó với mưa lũ. Trước tình hình mưa bão có diễn biến phức tạp, bà con cần hết sức lưu ý, thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cố gắng giữ liên lạc và di dời đến nơi an toàn khi có sự chỉ đạo. Quảng Nam, Quảng Ngãi gấp rút chỉ đạo ứng phó với bão Sơn Ca. Nhận được thông tin về cơn bão số 5 Sơn Ca với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10 đang đổ bộ vào miền Trung nước ta gây mưa cục lớn. Chính quyền hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vừa có chỉ đạo khẩn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ. Bên cạnh đó, hàng loạt chuyến bay đến một số sân bay tại miền Trung đã bị hủy hoặc được điều chỉnh lùi giờ bay do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đến khu vực này. Vào chiều ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn việc ứng phó với bão số 5, có tên quốc tế là Sơn Ca. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo tiếp tục cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn và ngược lại, cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định. Các địa phương thông báo hướng dẫn và yêu cầu các chủ lồng bè đang nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển khẩn trương di chuyển vào nơi neo đậu an toàn trước 15 giờ ngày hôm nay. Hai tàu cá chìm trên vùng biển Khánh Hòa. Kính thưa quý vị, vụ việc hai tàu cá trên vùng biển Khánh Hòa cách Nha Trang chừng 100 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện biển động, sóng to, gió lớn rồi bị chìm. Nhưng 8 ngư dân chơi với trên biển được tàu khác cứu. Tối nay, trao đổi phóng viên Vietnamnet, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm kiếm ứng cứu tàu cá bị chìm. Trước đó, hôm qua tàu cá KH97768TS khi đang ở trên vùng biển Khánh Hòa bất ngờ bị hỏng máy. Vị trí tàu gặp nạn cách thành phố Nha Trang khoảng 100 hải lý về phía đông. Lúc này, tàu thả trôi trong điều kiện biển động, sóng to gió lớn, các ngư dân hoảng loạn. Ngay khi nhận tin, thuyền trưởng liên lạc đất liền nhờ ứng cứu. Cơ quan chức năng đã liên hệ với các đơn vị chuyên môn, đồng thời nhờ các tàu xung quanh hỗ trợ. Một tàu cá ở gần đó đã tăng tốc tới ứng cứu, song mọi nỗ lực đều bất thành. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu cùng sóng biển, tàu cá ứng cứu cũng bị chìm, các ngư dân bị hất văng xuống biển. Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, hiện chưa thống kê được trên hai tàu cá có bao nhiêu thuyền viên. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm tàu chìm, đã có 8 ngư dân lây đây trên biển được tàu cá Bình Định phát hiện cứu vớt. Các ngư dân này được cung cấp thức ăn, làm ấm cơ thể. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết đang liên lạc với gia đình của tàu cá cùng các đơn vị liên quan cập nhật tình hình, cũng như số ngư dân để có thông tin chính xác. Hiện đã điều tàu cảnh sát biển CSB 4031 thuộc vùng cảnh sát biển 3 lên đường tìm kiếm, ứng cứu tàu cá bị nạn. Thừa Thiên Huế, thủy điện tăng xả lũ, nhiều nơi chìm trong nước lũ. Quý vị thân mến, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nước bắt đầu dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường. Dự báo sông Hương, sông Bồ sẽ đạt trên báo động 3 vào tối nay. Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ngập. Tại đập đá nối đường Nguyễn Sinh Cung với Lê Lợi, thành phố Huế,
nước đã tràn qua buộc phải rào chắn cấm người và phương tiện qua lại. Một số vùng thấp trũng hạ du sông Hương như ở xã Phú Thanh, nước đã tràn lên mặt đường, gây ngập từ 0,1 đến 0,2 mét. Chính quyền địa phương tiến hành di dời một số hộ dân sống vùng thấp trũng ven sông Hương đến nơi an toàn. Còn tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường liên xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An bị ngập lụt chia cắt. Tràn Thủ Lễ thuộc tuyến đường tỉnh lộ 4 bị ngập không đi lại được. Tại huyện Phong Điền, tuyến đường liên thôn tại Phú Lộc Man Nê thuộc xã Phong Trương, khu tái định cư Tân Bình, xã Phong Bình đã bị ngập 20-30cm với chiều dài hơn 100m. Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến di dời 11.700 hộ với trên 37.000 người đến nơi an toàn. Công tác triển khai di dời dân các khu vực sạt lở đất theo các kịch bản phương án bắt đầu từ 14 giờ và kết thúc trước 17 giờ ngày hôm nay. Đối với khu vực Phú Lộc, Nam Đông, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự kiến việc di dời dân kết thúc trước 19 giờ. Đối với công tác di dời dân các khu vực ngập lụt, hạ du sông Bồ, sông Hương kết thúc trước 16 giờ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước sông Hương tại Kim Long đã đạt 1,82m, dưới báo động 2 là 0,18m, sông Bồ tại Phú Ốc 3,23m, trên báo động 2 là 0,23m. Dự báo mực nước các sông Hương, sông Bồ vào tối ngày hôm nay đạt trên báo động 3. Từ 11:30 ngày hôm nay, Hồ Thủy Điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương được lệnh điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 900 đến 1.200 m3 trên giây. Còn Hồ Hương Điền ở sông Bồ điều tiết về hạ du từ 1.100 đến 1.500 m3 trên giây kể từ 13 giờ chiều cùng ngày. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các chủ đập vận hồ chứa thủy lợi, thủy điện tăng cường đảm bảo an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du. Hiện nay các hồ thủy lợi, thủy điện đang vận hành đảm bảo an toàn. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!